Chương trình chiều hôm nay gồm có Luật sư Mike David đe dọa tống tổng trưởng lý New York vào tù Ukraine cần vũ khí chứ không cần giúp đàm phán với Nga Ông Putin nói sẵn sàng đối thoại với ông Trump dũng cảm Bà Sushi Wise được đề cử tránh văn phòng tòa Bạch Ốc Video cho thấy vụ nổ lớn ở làng biên giới Lebanon, người Israel bị tấn công trong bạo loạn tại Amsterdam. Cuộc ẩu đả dữ dội của các chính trị gia tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân Hồ Nam biểu tình đã đảo quan thăm Trung Quốc. Tất cả được có trong bản tin chiều nay. kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa, Diệu huyện xin kính chúc quý vị có một buổi chiều vui vẻ. Ngay sau đây là các bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, luật sư bảo thủ nổi tiếng Mike Davis đã nói với tổng chưởng lý New York, Letitia James rằng, chúng tôi sẽ bỏ cái mông béo của bà vào tù nếu bà cố gắng tiếp tục sử dụng luật pháp chống lại tổng thống đắc cử Donald Trump, vi phạm quyền hiến định của ông. Lần này chúng tôi sẽ không đùa đâu, Davis cảnh báo. Ông David nói với bà Jem trong một cuộc phỏng vấn với Benny Johnson trên podcast của The Benny Show rằng tôi thách cô ấy tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy. Ông nhấn mạnh, lần này chúng tôi không đùa đâu và chúng tôi sẽ tống cái mông bé của cô vào tù vì tội ông muốn chống lại quyền. Và tôi hứa với cô điều đó, đồng thời nói thêm rằng, vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn vi phạm quyền hiến định của Tổng thống Trump hoặc bất kỳ quyền hiến định nào khác của người Mỹ. Điều đó sẽ không xảy ra nữa. Trong chiều ngược lại, chiến lược gia lâu năm của đảng Dân Chủ, James Carville đã suy sụp khi Tổng thống Donald Trump trở thành Tổng thống đắc cử. Ông nói với người nghe podcast của mình rằng chiến thắng của ông là buồn chán và ghê tẩm. Ông Carville cho rằng, tôi chỉ muốn vượt qua sự thật rằng tôi đã 80 tuổi và sống ở một đất nước đã đưa một kẻ cuồng tính phạm tội, kẻ không biết gì về thế giới, trở thành người hẹp hòi thế tục nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Kết quả cuộc bầu cử hiện nay cho thấy, cựu Tổng thống Mỹ đã giành chiến thắng áp đảo, trong kết quả kiểm phiếu được cập nhật, phe Cộng hòa được 216 ghế, trong khi đó phe Dân chủ được 204 ghế tại Hạ viện. Hiện tại vẫn còn 15 ghế vẫn chưa kiểm đếm xong. Các trang tin AP Fox News cho biết, đảng Cộng hòa có 53 ghế, trong khi đảng Dân chủ có 45 ghế tại Thượng viện. Như vậy còn 2 ghế vẫn chưa kiểm đếm xong. Một sự kiện kỳ dị xảy ra trên trang Polymarket, một nền tảng cá cược dựa trên tiền điện tử mới, đã chứng kiến những người đặt cược chi hơn 3,7 tỷ đô la để đặt cược vào cuộc đua tổng thống. Một tay cờ bạc người Pháp ẩn danh, được biết với cái tên Thieu, đã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ 48 triệu đô la trên nền tảng cá cược tiền điện tử Polymarket sau khi dự đoán chính xác chiến thắng của ông Trump. Thiel cho biết ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng các cuộc thăm dò và tin rằng hầu hết các cuộc thăm dò bầu cử đều không chính xác do một số cử tri không muốn thừa nhận rằng họ ủng hộ ông Trump. Ông đã chuyển sang các loại thăm dò khác để tìm câu trả lời. Để giải quyết vấn đề này, Thiel đã trích dẫn một số cuộc thăm dò hàng xóm công khai được tiến hành vào tháng 9. Các cuộc thăm dò này cho thấy sự ủng hộ của bà Harris thấp hơn một vài phần trăm khi những người trả lời hỏi hàng xóm của họ sẽ bỏ phiếu cho ai trong quá trình vận động tranh cử ông donald trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt tất cả các cuộc khủng hoảng quốc tế mà chính quyền hiện tại đã tạo ra kể cả cuộc chiến tranh ukraine ông khẳng định rằng có khả năng chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới chỉ bằng một cú điện thoại vào hôm ngày 7 tháng 11, ông tuyên bố đã nhận được cuộc gọi từ hơn 70 nhà lãnh đạo các nước, trong đó có Volodymyr Zelensky và Benjamin Netanyahu. Ông Trump cho đến nay vẫn chưa nói chuyện điện thoại với Vladimir Putin. Tại cuộc họp của câu lạc bộ Vardai, ông Putin nói rằng bản thân ông sẵn sàng gọi điện cho ông Trump và khôi phục liên lạc thưa quý vị tại hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu ở Budapest vào ngày 7 tháng 11 tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần thêm sự trợ giúp quân sự từ các đồng minh để ngăn chặn sự xâm lược của nga tổng thống nhấn mạnh chúng tôi đang tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công của nga chứ không phải trước những lời nói của nga vì vậy chúng tôi cần đủ số lượng vũ khí chứ không phải hỗ trợ trong các cuộc đàm phán ông lưu ý rằng việc ôm chầm tổng thống nga Vladimir Putin sẽ không giúp chấm dứt chiến tranh theo ông Zelensky, một số chính trị gia châu Âu đã ôm trầm ông ta suốt 20 năm, nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông ta chỉ nghĩ đến chiến tranh và sẽ không thay đổi, nhà lãnh đạo Ukraine nói. Ông cũng tuyên bố rằng cần phải áp dụng khái niệm hòa bình thông qua sức mạnh và lưu ý rằng Ukraine sẵn sàng đón nhận mọi ý tưởng mang tính xây dựng về cách đạt một nền hòa bình công bằng. Đồng thời, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh chỉ Ukraine mới có thể quyết định điều gì có thể đưa vào chương trình nghị sự để chấm dứt chiến tranh và điều gì không thể. Trước đó vào ngày 30 tháng 10, tờ Financial Times viết rằng Ukraine và Nga đang tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ về khả năng chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, nhưng sau đó văn phòng chính quyền Ukraine đã phủ nhận thông tin này. Thưa quý vị, tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ và cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với tổng thống đắc cử của Đảng Cộng hòa. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ chiến thắng của ông Trump, hôm thứ Năm, ông Putin đã ca ngợi lòng dũng cảm của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong vụ ám sát hụt tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Ông Putin nói về điều này tại câu lạc bộ thảo luận và đài hôm thứ Năm ngày 7 tháng 11. Ông cũng đề cập đến nhiều ý tưởng chính sách đối ngoại khác nhau từ chiến dịch tranh cử của ông Trump, bao gồm cả việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine tôi muốn nhân cơ hội này để chúc mừng ông ấy được bầu làm tổng thống hoa kỳ tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào được người dân mỹ tin tưởng tổng thống nga phát biểu khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với ông trump hay không ông putin đã trả lời tôi không thấy việc gọi điện cho ông ấy là một điều đáng xấu hổ tôi không làm việc này một cách đơn giản bởi vì các nhà lãnh đạo của các quốc gia phương tây đã gọi cho tôi gần như mỗi tuần và sau đó dừng lại vì họ không muốn thế thì tôi cũng không cần ông putin nói nhưng đối với câu hỏi liệu điện kremlin có sẵn sàng đàm phán với tổng thống mỹ tương lai hay không ông putin đã trả lời sẵn sàng Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vừa chính thức tuyên bố một quyết định quan trọng cho chính quyền mới của mình. Ông đã tuyên bố sẽ bổ nhiệm bà Susie Wise làm chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc là người đứng đầu văn phòng điều hành của Tổng thống Hoa Kỳ, một vị trí trong nội các của chính phủ liên bang. Vị trí này được Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm về mặt chính trị, không cần sự xác nhận của Thượng viện và phục vụ theo ý muốn của Tổng thống vị trí này là một trong những vị trí có quyền lực và ảnh hưởng lớn tiếp xúc hàng ngày với tổng thống và kiểm soát văn phòng điều hành của tổng thống Bà Susie Wise là giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016, năm 2020 và năm 2024. Bà cũng được ông Trump cử đi giúp ông Ron DeSantis tranh cử chức thống đốc Florida. Bà Wise là một người cộng hòa mạnh mẽ, luôn âm thầm trong hậu trường đưa ra những quyết định chính sách quan trọng giúp ông Trump thắng cử. Bà Wise cũng là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm cho vị trí siêu quyền lực này, trách nhiệm của chánh văn phòng tòa bạch ốc bao gồm cả trách nhiệm quản lý, đề nghị và can gián tổng thống. Với những đặc tính thâm trầm và điềm tĩnh một cách ngang lì, ở bà White có sự bổ trợ cho sự bộc trực và hay vạ miệng của ông Trump. Thật tốt vì lần này Tổng thống đã bổ nhiệm bà White, 4 năm tới của ông Trump chắc chắn sẽ có nhiều sự tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ đầu, với sự giúp sức của bà White ở vị trí này. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác đến từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, một đoạn video được chia sẻ rộng rãi cho thấy hơn một chục vụ nổ xảy ra đồng thời ở Maishan, jaban sang phẳng nhiều ngôi nhà thành tro bụi. Những cảnh quay trên không tương tự đã được ghi lại từ một số ngôi làng biên giới, bao gồm m 2 Bip và Oda Ise, kể từ khi Israel đưa quân bộ vào miền nam Lebanon vào cuối tháng 9. Israel cho biết họ đang nhắm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah nhằm đẩy nhóm được Iran hậu thuẫn ra xa biên giới và cho phép người dân trở về miền Bắc Israel. Thị trưởng Abdul Monhem Jokai cho biết, đoạn video phát vào hôm thứ Hai từ Ma'is al-Jaban cho thấy, những vụ nổ lớn gần một bệnh viện bỏ trống trong làng. Khu vực này đã liên tục bị tấn công kể từ khi Israel và Hezbollah bắt đầu giao tranh qua biên giới vào tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, tại Israel, các thành viên phe đối lập đã chọn rời khỏi phiên họp toàn thể vào đêm thứ Năm để phản đối những bổ nhiệm mới. Trong bài phát biểu chống lại phe đối lập của Bộ trưởng Truyền thông Shlomo Kahi, lãnh đạo phe đối lập Yaya Lapid đã gọi ông là đồ độc tài, kẻ trốn quân dịch, số không tuyệt đối. Tổng cộng có 58 thành viên quốc hội ủng hộ việc bổ nhiệm mới, do mọi thành viên đối lập đều chọn rời khỏi phiên họp toàn thể để phản đối việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant việc bổ nhiệm ông Israel Katz làm tân bộ trưởng quốc phòng đã gây ra một cơn bão trong xã hội Israel. Với các cuộc biểu tình râm rộ và một đêm dũng cảm thứ hai diễn ra trên khắp cả nước, khi nhiều công dân không hài lòng bày tỏ sự bất bình của mình. Thưa quý vị, trích dẫn thông tin từ chính quyền Hà Lan, Bộ Ngoại giao Israel cho biết, 10 người Israel đã bị thương vong trong vụ tấn công ở Amsterdam nhằm vào những người ủng hộ câu lạc bộ bóng đá Maccabi Tel Aviv một tuyên bố từ bộ cho biết mức độ nghiêm trọng của thương tích vẫn chưa rõ ràng đoạn video từ thành phố hà lan cho thấy cảnh tấn công tàn bạo của những kẻ tấn công đeo mặt nạ một số người mang theo cờ palestine và hét lớn tự do cho palestine bộ ngoại giao cũng cho biết nhiều người israel hiện đang mất liên lạc và khuyến cáo công dân israel không nên rời khỏi khách sạn hội đồng an ninh quốc gia ban hành chỉ thị tương tự đồng thời kêu gọi những người ra nơi công cộng không mang bất kỳ biểu tượng nào của israel hoặc do thái Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Thủ tướng đã yêu cầu điều động hai phi cơ đến Amsterdam để đưa người Israel trở về. Sau khi người hâm mộ Maccabi Tel Aviv bị một nhóm người ủng hộ Palestine tấn công dữ dội, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon lên án các cuộc bạo lực là một cuộc tàn sát. Một tuyên bố từ văn phòng thủ tướng trích lời ông Netanyahu kêu gọi thủ tướng Hà Lan và lực lượng an ninh địa phương hành động quyết đoán và nhanh chóng chống lại những kẻ bạo loạn và bảo đảm phúc lợi cho người dân của chúng ta. Thưa quý vị, hội đồng thành phố Ankara đã rơi vào tình trạng hỗn loạn vào hôm thứ năm khi căng thẳng về chi phí tổ chức lễ kỷ niệm ngày cộng hòa bùng phát thành một cuộc ẩu đả dữ dội. Cuộc tranh cãi bắt đầu với các báo cáo cho rằng thành phố đã phân bổ 69 triệu lira thổ nhĩ kỳ cho một buổi hòa nhạc của ca sĩ nổi tiếng Ebru Gundes trong lễ hội Ngày Cộng hòa vào ngày 29 tháng 10. Những cáo buộc tiếp theo rằng 2,1 triệu đô la Mỹ đã được dành riêng cho một buổi biểu diễn của ban nhạc rock Mover Otessi đã làm dấy lên sự phẫn nộ với những người chỉ trích đặt câu hỏi về tính đạo đức của việc chi tiêu xa hoa như vậy trong thời kỳ kinh tế khó khăn hội đồng trở thành một cảnh hỗn loạn khi các thành viên xung đột dữ dội về sự lãng phí bị cáo buộc một số người cho rằng số tiền này có thể được sử dụng hiệu quả hơn để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn những lời lẽ gây gắt nhanh chóng leo thang thành xung đột vật lý khi các thành viên hội đồng từ các phe đối lập trao đổi lời buộc tội cần nóng giận bùng phát với mỗi lời nhận xét một số người cho rằng hội đồng không đáp ứng được nhu cầu của người dân thường trong khi những người khác bảo vệ các buổi hòa nhạc như lễ kỷ niệm quan trọng của văn hóa và sự thống nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Những người chứng kiến mô tả cảnh tượng hỗn loạn và nản lòng. Thật đáng xấu hổ, chúng tôi ở đây để phục vụ người dân và đây là những gì mà chúng ta nhìn thấy. Thưa quý vị, theo Đài Á Châu Tự Do đưa tin vào ngày 3 tháng 11, dân làng ở Guanshaling, Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã xuống đường biểu tình vào đêm khuya. Theo đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy, một lượng lớn người dân đang đi bộ trên đường dưới ánh đèn đường vào ban đêm do một người phụ nữ dẫn đầu. Họ dơ nắm đấm và hét lên, đã đảo quan chức tham nhũng, bãi bỏ cán bộ thôn. Một số cư dân mạng đã bình luận rằng, đảng Cộng sản Trung Quốc có lẽ là nguyên nhân gốc rễ của việc tham nhũng. Gần đây, người dân Trung Quốc đã trở nên mất kiên nhẫn kể từ đầu năm 2024. Trên các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài có thể tìm kiếm một số video về những người xuống đường biểu tình nhưng những video đã được lưu hành rất hiếm và khó xem trên Internet tại lục. Hiện nay, môi trường kinh tế Trung Quốc đang dần xấu đi, vốn nước ngoài rất ồ ạt, các nhà máy thì đóng cửa, thanh niên thì thất nghiệp. Cùng với nhiều tình trạng hỗn loạn xã hội, gần đây nhất, vào ngày 3 tháng 11, hàng trăm chủ sở hữu tòa nhà đang gian dở tại tòa nhà số 1 Sunak Chengguan ở quận Kindu, Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, đã xuống đường gian biểu ngữ và biểu tình. Những căn hộ vẫn đang trong quá trình xây dựng do không giao căn hộ đúng thời hạn và chủ nhà đã nhiều lần bảo vệ quyền lợi của mình. Theo các video trực tiếp cho thấy, những người chủ nhà giận dữ hết lên rằng cảnh sát là côn đồ và nhiều người đã bị cảnh sát bắt giữ. Xin cảm ơn biên tập viên Y Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp đến đây đã kết thúc. Diệu Huyền một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.